chào quý vị. Hôm nay thứ Năm ngày 10 tháng 2 năm 2022, mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức tọa đàm khoa học Đồng chí Trường Chinh, nhà lãnh đạo đổi mới sáng tạo. Đây là hoạt động thiết thực nhằm ôn lại cuộc đời cách mạng vẻ vang và tri ân những cống hiến to lớn của đồng chí Trường Chinh với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc nhân kỷ niệm 115 năm ngày sinh của đồng chí, 9 tháng 2 năm 1907, 9 tháng 2 năm 2022. Các tham luận tại tọa đàm của các đại biểu, các nhà khoa học đã tập trung thảo luận làm rõ những cống hiến của đồng chí Trường Chinh trên các phương diện. Người đóng góp to lớn, lãnh đạo thắng lợi của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Việt Nam, kiến trúc sư của công cuộc đổi mới ở Việt Nam, tấm gương người cộng sản mẫu mực, không ngừng đổi mới, sáng tạo vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đồng chí Trường Chinh, tên khai sinh là Đặng Xuân Khu, sinh ngày 9 tháng 2 năm 1907, trong một gia đình có truyền thống khoa bảng, giàu tinh thần yêu nước tại làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Với 81 tuổi đời, hơn 60 năm hoạt động cách mạng liên tục, được phân công đảm nhiệm nhiều trọng trách của Đảng, Nhà nước, đồng chí Trường Chinh luôn thể hiện rõ phẩm chất chính trị kiên định, trí tuệ uyên bác và bản lĩnh sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì tự do hạnh phúc của nhân dân. Đồng chí chính là một trong những người khởi xướng và là kiến trúc sư của công cuộc đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Hội đồng Lý luận Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức lễ ra mắt cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách tuyển chọn 29 bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kể từ khi chuẩn bị xây dựng văn kiện Đại hội 13 của Đảng đến nay. Nội dung xuyên suốt 29 bài viết là sự phân tích biện chứng, lý giải thấu đáo những câu hỏi lớn của chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư. Các bài viết đã thể hiện rõ và làm sâu sắc thêm bản chất, giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội trên các bình diện chính trị, kinh tế, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại bằng những ngôn ngữ giàu hình ảnh, cách diễn đạt dung dị, gần gũi, dễ hiểu đối với mọi tầng lớp nhân dân, được chắt lọc từ đời sống thực tiễn sinh động của đất nước. Qua nội dung các bài viết của đồng chí Tổng Bí thư trong cuốn sách, chúng ta thêm hiểu, thêm vững tin rằng xã hội chủ nghĩa với giá trị cốt lõi, bền vững và tốt đẹp mà nhân loại hướng tới là một xã hội thực sự vì con người, sự phát triển về kinh tế, đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội. Một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn. Sự phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên để bảo đảm môi trường sống trong lành cho các thế hệ hiện tại và tương lai. Một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân. Đây cũng chính là mục tiêu, là con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta và nhân dân ta đã lựa chọn và phấn đấu thực hiện. Trên các báo số ra sáng nay đưa đậm tin về sự kiện quan trọng này, theo Hội đồng Lý luận Trung ương, mục đích xuất bản cuốn sách nhằm phục vụ công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, đặc biệt là tổng kết lý luận về đường lối đổi mới và những bài học kinh nghiệm, những vấn đề có tính quy luật từ thực tiễn công cuộc xây dựng, phát triển đất nước trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. Đây cũng là cơ sở để quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên và đông đảo nhân dân về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, tạo nên sự thống nhất tư tưởng trong toàn xã hội, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện những mục tiêu chiến lược mà Đại hội 13 của Đảng đã đề ra. Các chuyên gia, nhà khoa học đánh giá cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tài liệu quý, một công trình có tầm khái quát lý luận cao, tổng kết thực tiễn sâu sắc về những phát triển sáng tạo riêng có của Đảng ta về mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam, trên cơ sở vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh để lan tỏa giá trị của cuốn sách quý đến đông đảo bạn đọc, các tầng lớp nhân dân và cán bộ đảng viên có thể tiếp cận bản điện tử cuốn sách này trên trang stbook.vn và thư viện cơ sở.vn. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai đề án hình thành và phát triển đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông thành phố giai đoạn 2020-2035.
Theo đó, thành phố Thủ Đức sẽ có đóng góp lớn vào nguồn thu ngân sách của thành phố, đồng thời sẽ là khu vực kinh tế đắt nhất thành phố. Với quyết định này, chỉ tiêu đến năm 2035, tỷ trọng GDP của thành phố Thủ Đức đóng góp 1/3 GRDP của thành phố Hồ Chí Minh và 7% GDP cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xây dựng và phát triển thành phố Thủ Đức thành đô thị sáng tạo, tương tác cao, là khu vực dẫn dắt kinh tế thành phố Hồ Chí Minh và là vùng thành phố trong các hoạt động kinh tế tri thức như đào tạo, nghiên cứu và sản xuất công nghệ cao. Theo kế hoạch, đến năm 2025, thành phố Thủ Đức thu hút 50.000 dân cư đến sinh sống và làm việc, trong đó có khoảng 20.000 kỹ sư và chuyên gia, số lượng các phát minh sáng chế tăng trưởng 100% sau 5 năm, đạt mức 25% dân số sử dụng phương tiện công cộng, tăng 60% số km đường phục vụ giao thông công cộng. Thành phố Thủ Đức cũng đưa ra mục tiêu sẽ hoàn thành khép kín vành đai 2 và triển khai xây dựng quốc lộ 13, vành đai 3, hoàn thành dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 nối với Bình Dương, triển khai xây dựng cầu Cát Lái, cầu Nhân Trạch. Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, càng đòi hỏi công cuộc chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh, thực hiện gấp rút hơn, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Ủy ban Nhân dân phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức đã phát động toàn bộ công nhân viên triển khai tháng hành động tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính trong ngày đối với một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của phường. Bên cạnh đó, phường còn chú trọng đẩy mạnh việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và trả tại nhà để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Hiện tại thì phường cũng đã có ứng dụng các phần mềm để tiếp nhận hồ sơ hành chính trên môi trường điện tử. Thì qua đó thì phường sẽ cập nhật tiếp nhận hồ sơ và luân chuyển cho cán bộ phụ trách và sẽ cố gắng cắt gọn, cắt giảm, tinh giảm thời gian để giải quyết nhanh nhất cho người dân. Còn tại quận Phú Nhuận, việc vận động người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đã được thực hiện từ năm 2021 khi dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp. Kết quả, tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tăng hơn 12% so với năm 2020. Riêng trong lĩnh vực cấp giấy phép kinh doanh, quận đạt 99% hồ sơ đăng ký trực tuyến. Qua áp dụng cái công nghệ thông tin, hiện nay thì cái thời gian giải quyết cho người dân được rút ngắn thời gian từ 30 ngày xuống còn 15 ngày đối với việc cấp đổi giấy chứng nhận và cập nhật thông tin trên giấy chứng nhận cũng như việc cấp phép xây dựng cho người dân. Kính thưa quý vị, từ khi thành phố Hồ Chí Minh áp dụng việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 và trả kết quả tận nhà cho người dân, thì hầu như người dân không còn phải mất nhiều thời gian để đến các trụ sở nộp hồ sơ trực tiếp. Điều này vừa góp phần phòng chống dịch COVID-19, vừa góp phần đổi mới căn bản toàn diện hoạt động của bộ máy chính quyền và tiến tới xây dựng chính quyền số tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong năm 2022, thành phố Hồ Chí Minh sẽ chính thức vận hành cổng dịch vụ công thành phố Hồ Chí Minh, hệ thống thông tin một cửa điện tử gắn với đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời triển khai các giải pháp đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, gia tăng số lượng thủ tục hành chính đủ điều kiện tích hợp lên môi trường mạng. Sau Tết Nguyên đán, các nhà máy sản xuất sử dụng nhiều lao động tại thành phố Hồ Chí Minh đã đón 100% công nhân trở lại làm việc. Khi đón công nhân trở lại, các doanh nghiệp đã triển khai một số biện pháp đảm bảo an toàn sức khỏe như tiếp nhận khai báo y tế, đo thân nhiệt, yêu cầu mang khẩu trang. Một số nhà máy tổ chức quay số may mắn, tặng xe máy, lì xì đầu năm, góp phần tạo động lực để người lao động quay lại sản xuất đúng ngày sau Tết. Hiện nay, các doanh nghiệp xuất khẩu đang hối hả hoàn thiện các đơn hàng xuất khẩu đầu năm 2022. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, hiện thành phố có 1,6 triệu công nhân làm việc trong các nhà máy, trong đó có 17 khu công nghiệp, khu chế xuất và một khu công nghệ cao sử dụng hơn 320.000 lao động. Thời gian nghỉ Tết năm nay của người lao động là 8,5 ngày. Một số doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu cũng đã bố trí nghỉ thêm phép năm để công nhân đủ thời gian về thăm gia đình và quay trở lại thành phố đi làm ngay từ ngày đầu năm mới. Chiều ngày 9 tháng 2, Bộ Công Thương đã tổ chức họp báo về điều hành xăng dầu trên thị trường. Cuộc họp nhằm tìm giải pháp điều hành việc xăng dầu đảm bảo đủ nguồn cung cho phát triển kinh tế xã hội và tiêu dùng. Từ đầu tháng 1, cung ứng xăng dầu có diễn biến khác thường và nhà máy Dung Quốc cung không đủ. Mặc dù các cơ quan chức năng đã vào cuộc, song nhiều đơn vị vẫn không chấp hành, có tình trạng găm hàng. Cái này thì các cơ quan quản lý nhà nước cần phải có những giải pháp rất mạnh tay.
Trong thời gian tới thì tập đoàn sẽ tiếp tục chỉ đạo, một là nhà máy lọc dầu Dung Quất vận hành tối ưu và công suất cao nhất có thể theo cái điều kiện ràng buộc về kỹ thuật. Thứ hai là nhà máy chế biến condensate tại Vũng Tàu. Và thứ ba là thông qua người đại diện vốn sẽ chỉ đạo và hỗ trợ cái liên doanh lọc dầu Nghi Sơn để từng bước hoạt động ổn định, an toàn, hiệu quả. Tại một số tỉnh có tình trạng thiếu cục bộ nên Bộ Công Thương đã làm việc với các đơn vị để bổ sung nguồn cung cho các cửa hàng. Trước mắt chúng ta là trong tình huống này thì cái việc mà cảnh cáo vân vân thì tôi nghĩ rằng không làm nữa. Nếu không có lý do chính đáng thì trước hết là đình chỉ hoạt động của cái cửa hàng đó, và cũng sẽ liên quan đến các cái thương nhân phân phối và cái doanh nghiệp đầu mối. Trong mấy ngày tới đề nghị các đồng chí lãnh đạo các địa phương, một là yêu cầu các đơn vị phải viết cam kết chấp hành nghiêm các chỉ đạo, mà nếu không nghiêm ta xử lý theo quy định của pháp luật. Thứ hai là phải có kế hoạch nhập đủ cái lượng bán ra theo công thức cộng thêm 25-30% so với nhu cầu bình thường, và phải niêm yết giá bán, phải bán đúng giá, và không đúng ta xử lý. Bộ trưởng Bộ Công Thương đề nghị Tổng cục Quản lý Thị trường vào cuộc, ở nơi nào người dân phản ánh có hiện tượng găm hàng, đóng cửa mà nơi đó quản lý làm ngơ, không làm hết trách nhiệm thì Bộ sẽ đình chỉ nhiệm vụ. Theo quy định 10 ngày sẽ điều hành giá, song với tình trạng khó khăn này, cần đề xuất với chính phủ cho phép liên bộ điều hành linh hoạt hơn để giá tiệm cận với thế giới. Bản tin tiếp tục với phần tin thế giới. Ngày 9 tháng 2, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đến Australia để gặp các đồng minh trong nhóm Bộ Tứ. Chuyến thăm cho thấy sự tập trung chiến lược dài hạn của Mỹ vẫn là khu vực châu Á-Thái Bình Dương, bất chấp căng thẳng leo thang tại châu Âu liên quan tới Nga và Ukraine. Dự kiến, Ngoại trưởng Blinken sẽ tham gia 2 ngày họp của nhóm Bộ Tứ với mục tiêu củng cố quan hệ đối tác với Ấn Độ, Australia và Nhật Bản. 4 quốc gia dự kiến sẽ thảo luận về cách thúc đẩy các mục tiêu ngoại giao liên quan đến Triều Tiên, mối quan tâm với các đảo Thái Bình Dương, chính sách khí hậu và cung cấp vaccine COVID-19 cho Đông Nam Á trước hội nghị thượng đỉnh dự kiến diễn ra vào tháng 5 tại Nhật Bản mà Tổng thống Joe Biden sẽ tham dự. Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Hagioda Koichi cho biết Nhật Bản sẽ chuyển một lượng khí đốt từ kho dự trữ của nước này sang châu Âu trong bối cảnh lo ngại về gián đoạn nguồn cung liên quan tới cuộc khủng hoảng Ukraine. Sau cuộc họp với đại sứ Mỹ tại Nhật Bản Rahm Emanuel, ông Hagioda nói rằng quyết định này được đưa ra theo yêu cầu của Mỹ và Liên minh châu Âu EU nhằm giúp các nước châu Âu đối phó với tình trạng thiếu hụt năng lượng. Nhật Bản là một nước nhập khẩu lớn khí thiên nhiên hóa lỏng LNG. Ông Hagioda cho biết Nhật Bản sẽ chia sẻ nguồn khí đốt sau khi đảm bảo được nhu cầu sử dụng của nước này trong tháng lạnh nhất là tháng 2. Trước đó, Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản đã gặp riêng lẻ ông Emanuel và đại sứ EU tại Nhật Bản Patricia Flor và chấp nhận lời đề nghị của hai quan chức này. Ngày 9 tháng 2, Iran đã công bố tên lửa mới có tầm bắn lên tới 1.450 km. Việc ra mắt tên lửa diễn ra chỉ một ngày sau khi vòng đàm phán về thỏa thuận hạt nhân năm 2015 được nối lại tại Áo. Tên lửa đạn đạo tầm xa mang tên Kaibar Shekhan được giới thiệu trong chuyến thăm của các quan chức quân đội hàng đầu của Iran tới căn cứ tên lửa của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Theo truyền thông quốc gia Iran, tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn có khả năng xuyên thủng các hệ thống phòng thủ tên lửa với độ chính xác cao. Tên lửa Kaibar Shekhan là tên lửa thế hệ thứ ba vừa có thể sử dụng nhiên liệu rắn vừa có thể vận hành dễ dàng, và khả năng của nó đã làm tăng đáng kể sức mạnh tên lửa của Iran. Một điểm nổi bật của vũ khí này là khả năng tấn công mục tiêu với tốc độ cao. Thiết kế đã được điều chỉnh với trọng lượng giảm 1/3 so với các tên lửa cùng loại. Thời gian chuẩn bị phóng đã được rút ngắn xuống còn 1/6 so với tên lửa thông thường. Tổ chức Y tế Thế giới WHO và các nhóm viện trợ cho biết sáng kiến toàn cầu nhằm cung cấp các công cụ ứng phó với COVID-19 cho các nước nghèo hơn đang thiếu kinh phí khi mới chỉ nhận được 5% số tiền quyên góp cho việc thực hiện các mục tiêu trong năm 2022. Sáng kiến tăng tốc tiếp cận các công cụ ứng phó COVID-19 nhằm cung cấp các xét nghiệm, phương pháp điều trị và vaccine COVID-19 cho các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. Sáng kiến này cần 23,4 tỷ đô la Mỹ để triển khai các hành động từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 9 năm 2022, trong đó hy vọng nhận được 16,8 tỷ đô la từ các nước phát triển
nhưng đến nay mới chỉ nhận được 814 triệu đô la. Dù phần lớn kinh phí được ưu tiên cho chương trình cung cấp vaccine ngừa COVID-19, nhưng thế giới vẫn chưa đạt được mục tiêu cung cấp 2 tỷ liều vaccine trong năm 2021 và mới chỉ 10% dân số ở các nước thu nhập thấp được tiêm ít nhất một mũi vaccine. Sau khi cả nước tổ chức tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi đạt hiệu quả cao, góp phần phòng chống dịch và phục vụ việc mở cửa lại trường học, Bộ Y tế tiếp tục có kế hoạch tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Với đặc thù đối tượng được tiêm vaccine COVID-19 tới đây nhỏ tuổi hơn, nên công tác chuẩn bị được thực hiện rất thận trọng với yêu cầu an toàn được đặt lên hàng đầu. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Văn Dũng, trưởng khoa Y tế công cộng trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc tiêm cho trẻ em vẫn có lợi, đặc biệt khi trẻ có nhu cầu học tập sinh hoạt. Trẻ đi học mà không được tiêm nếu mắc bệnh sẽ ảnh hưởng đến các bạn khác. Đồng thời khi trẻ chưa tiêm chủng thì các hoạt động vui chơi dã ngoại cũng phải hạn chế một phần. Do vậy, việc tiêm cho trẻ em cần được ủng hộ. Chỉ còn vài ngày nữa, ngày 14 tháng 2, tất cả trường học khối mầm non, tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu đón trẻ đi học lại. Tuy nhiên, sau thời gian dài phải đóng cửa vì dịch COVID-19, nhiều cơ sở giáo dục tại thành phố rơi vào tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên nên đồng loạt đăng thông tin tuyển dụng để đáp ứng đủ điều kiện mở lớp chăm sóc trẻ. Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, với bậc tiểu học, đối với những địa bàn thuộc vùng xanh cấp độ 1, các trường được tổ chức học 2 buổi một ngày hoặc bán trú cho tất cả các khối theo nhu cầu của phụ huynh, học sinh ngay khi đi học lại. Đối với những địa bàn thuộc vùng vàng, trường được tổ chức học 2 buổi một ngày hoặc bán trú cho các khối lớp 1, 2 và 5, riêng khối lớp 3, 4 sẽ học 1 buổi một ngày. Còn đối với vùng cam, học sinh khối lớp 1, 2, 5 sẽ học 1 buổi một ngày, khối lớp 3 và 4 sẽ học trực tuyến. Những ngày này, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức nhiều đoàn đi kiểm tra việc đảm bảo an toàn cho học sinh học trực tiếp trong bối cảnh nhiều trường học phải quay lại học trực tuyến do có ca mắc COVID-19. Một thông tin vui được các báo đăng tải, đó là 9 giờ 45 phút sáng nay, ngày 10 tháng 2, chuyên cơ chở đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đáp xuống sân bay Nội Bài. Hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam chào đón các nữ chiến binh sao vàng trở về nhà sau kỳ tích giành vé đến World Cup 2023. Tại sân bay Nội Bài, Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ tổ chức lễ đón chúc mừng đội tuyển. Dự kiến cuối giờ chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ gặp để chúc mừng các thành viên đội tuyển nữ giành vé đến World Cup 2023. Ngày mai 11 tháng 2, các thành viên đội tuyển nữ Việt Nam thuộc biên chế câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ di chuyển về thành phố. Sau khi xuống sân bay, các thành viên đội tuyển nữ sẽ được đón và đưa lên xe buýt 2 tầng. Đoàn sẽ dâng hương tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau đó, lãnh đạo thành phố sẽ có cuộc gặp gỡ chúc mừng, khen thưởng thành tích đặc biệt của các cầu thủ, huấn luyện viên đội tuyển nữ Việt Nam. Bộ Y tế cho biết trong ngày 9 tháng 2 có gần 24.000 ca COVID-19 tại 62 tỉnh, thành phố. Trong ngày có 93 trường hợp tử vong. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua vaccine phòng COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Theo đó, Chính phủ chấp thuận áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu đối với gói thầu mua vaccine phòng COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, với điều kiện như Nghị quyết số 09 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Chính phủ về mua vaccine phòng COVID-19 BNT162 của Pfizer. Chính phủ giao Bộ Y tế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc mua, triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiến độ trong phòng chống dịch. Trước đó, ngày 5 tháng 2, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 14 về việc mua vaccine phòng COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Để đánh giá tình hình tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục, Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức các đoàn kiểm tra do Bộ trưởng và các Thứ trưởng làm trưởng đoàn đi khảo sát thực tế tình hình mở cửa trường học tại các địa phương, cơ sở giáo dục từ bậc mầm non tới đại học. Các đoàn kiểm tra sẽ cùng đại diện lãnh đạo các Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố làm việc với Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, với đại diện các sở ngành liên quan và đại diện các cơ sở giáo dục,
đồng thời trực tiếp kiểm tra tại các cơ sở giáo dục, qua đó nắm bắt tình hình thực tế, những khó khăn vướng mắc để kịp thời đưa ra những giải pháp tháo gỡ. Tính đến thời điểm này, có hơn 17 triệu học sinh được đến trường, chiếm tỷ lệ gần 76%. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa lên kế hoạch chạy tàu khách tuyến Bắc Nam sau Tết Nhâm Dần, đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách. Theo đó, từ ngày 14 tháng 2, mỗi ngày đường sắt chỉ chạy 3/4 đôi tàu khách nhanh thống nhất. Khi nhu cầu đi lại của hành khách tăng, các công ty cổ phần vận tải đường sắt báo cáo tổng công ty để tổ chức chạy thêm đôi tàu còn lại. Chiều Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chạy các tàu SE3, SE5 và SE7 xuất phát tại ga Hà Nội. Chiều Thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội, tàu SE4, SE6, SE8 sẽ xuất phát từ ga Sài Gòn. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau cũng trong khung giờ từ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút trên kênh HTV9. Kính chào tạm biệt.